Hello, xin chào các bạn nhá. Tôi quay trở lại video clip trong buổi sáng ngày 1 tháng 9. Thì ngày nay thì bên em tiếp tục và những cặp loa JBL mang mã số model là MR-X615 anh em nhá. Ngày nay thì bên em về được hai cặp duy nhất rồi. Hàng lai lưu nguyên shop anh em nhá. Hàng lai lưu anh em nhá. JBL MR-X615. Rồi tem đen. Dàn em. Dạ em rất đẹp tựa trong trời. 100 đôi suối xe gì của đời 600 đấy nhá. MR-600. MR-X thì nó có MR-X 515 và MR-X615. Ngày nay thì bên em đang sở hữu hai cặp rồi. Đây này thì rồi bát neo tép neo anh em nhá. Bát của nhỏ tép em mà nỡ rồi. Phúc của những luôn anh em nhá. Một bông cũng rồi. MR-X600. Đó. 100 chữ CC cao. Trên MR-X500 bỏ đời X515. Ngắn của ca sĩ Ngọc Liên. Đấy. Thiết kế của dòng loa này thì thiết kế về thùng vách cũng như bát tép nó thiết kế giống như 515. Giống như 515. Đấy nhá. Đó. Và phân tần nó sẽ chia khác. Đời này thì đời mới 615. Đời tem đen.
mới 600, nó là một chiếc xe cao hơn đời mới mới 500. Nó thiết kế của nó này. Độ cân nặng của nó là 19,5 kg. Công suất khởi động 400W và công suất đánh đến từ 400 đến 800W và maximum của nó lên 1600W anh em nhá. Đấy, độ như là độ chịu tải của nó lên 1600W. Đó. Chở nó chở kháng 8 ohm. Và thiết kế giải bát của nó là giải 52Hz đến 20kHz, giải cực kỳ cao luôn, nó giải cao anh em nhá. Tiếng bát của nó đến 52Hz. Đó, ok. Thì bên em về được hai cặp duy nhất thôi. Nó là MX615. Đó. Hàng lai lưu nhá anh em nhá. Đấy, anh em nào nhu cầu đầu tư thì liên hệ trực tiếp nhá. Giá nhỉnh 30 triệu một chút thôi. Đó, ok. Xin chào anh em.